thì chú là trưởng ấp ở khu vực đó, thì chú có thể thông tin cho mọi người biết rõ hơn về cái tỉnh thất bồng lai hay còn gọi là thì ma bên bờ vũ trụ đó. Thì nói chung là chắc khoảng hơn 2 năm thì hồi trước là ông Thành là ông sang lại cho bà này, bà Cao Thị Cúc, là hồi đó một thường dân đúng tên, là sau ông thập lệ là bà Cao Thị Cúc là bà đứng mà khoáng đó, đứng còn khoáng là đất đó, nên rồi bà về là ở đây là chắc khoảng gần 3 quận 3 năm có đó, nên rồi thì về là lúc đầu tôi mới làm trưởng ấp thôi, 2017 đó, nếu theo tính 2017 thì trưởng ấp là giờ nhiệm kỳ này là mới nhiệm kỳ thứ hai đó. Nhiệm kỳ đó là ông trưởng ấp cũ thì ông cũng có nắm sơ sơ về, là bà cũng mới chuyển về đó, là tình hình rồi sau này nó cũng phức tạp, là nhiều chuyện xảy ra trong cái địa phương đó. Nên rồi bà cũng nói ngay có đăng ký tạm trú tạm vắng là cho một số trong cái tỉnh thất đó, là tính ra là hồi đó cũng mười mấy người. Hồi đó tôi là 2019 đi tổng điều tra dân số, thì tôi ra tôi điều tra là hồi đó khoảng 20 mấy người, khoảng hơn 20. Tổng điều tra dân số là tôi nắm điều tra rồi, thì cũng bình thường, rồi cũng ở bình thường, mà sau rồi cũng nhiều tai tiếng xảy ra là sau này nhất là nhỏ Diễm My lên đó, mới đụng ra là tai tiếng là tới giờ đó. Cái hồi đó thì cũng nói ngay cũng ở 2-3 năm mà cũng im. Rồi tôi là lúc đầu thì nói qua U Đàm á, ở đó hồi đầu tiên á, đó cũng đồn kia. Rồi sau vụ mà Diễm My ở dưới ở quận Bình Tân lên đó, rồi âm sùm dưới lên bắt con đó, thì hồi đó tôi làm rồi, nói ngay là cũng vậy, âm sùm rồi tụi tôi cũng chạy ra giải quyết nhiều lần. Rồi chính quyền địa phương cũng xuống biên bản, rồi cũng kiểm tra giấy tờ về nấu ăn chỗ ở, là nhất là đất đai đó. Sau là cũng dựng lên đó là phá cái nhà cũ ra, cái nhà cũ trước đó, để xây cất lại, mà chính quyền địa phương xã mình xuống lập biên bản là không cho xây cất, là nó ngay đất nông nghiệp mới, đất thổ cũng có, nên rồi giờ cũng định lại nó, nên là thì hôm nay vậy. Rồi mới tối này là 19:55 á, thì phóng sự của đài truyền hình Long An là lên nói thẳng luôn về sự thật của tỉnh thất bồng lai, thì coi như là tỉnh thất này không có giấy phép mà bên là Phật giáo của Long An mình cho phép hoạt động đó. Nó cũng là cái clip đó là mọi người đều coi, là trong tỉnh Long An mình rồi lên mạng đó, có tên rồi hôm giờ thì tình hình nó vậy, là nghe nói là chắc có lẽ là không cho hoạt động đâu, tại vì không có giấy phép kinh doanh của Phật giáo tỉnh Long An đó. Đúng đúng đó, rồi xảy ra nói nuôi nít này kia trục lợi đó, nên rồi cái clip đó là nói thẳng về sự thật của tỉnh thất bồng lai. Rồi hôm đó là 19:55 tôi có coi hết, là phát trực tiếp đài phát thanh truyền hình Long An đó. Chương trình tỉnh thất bồng lai là Việt Nam mình bờ vũ trụ, là bà Cúc đứng tên mấy năm nay đó, là vậy theo tôi hiểu vậy không. Còn xảy ra cũng nhiều vụ lắm, nó đủ thứ chuyện đó. Chú là một trưởng ấp ở địa phương, trưởng ấp một bí thư luôn,
bí thư kiêm trưởng ấp luôn. Đúng đó. Đó. Thế thì chú thấy từ khi mà tỉnh Thất xuất hiện hoạt động tại địa phương á, thì chú thấy ví dụ như những người dân sống ở trên địa phương thì họ đánh giá như thế nào và thấy tỉnh Thất hoạt động ra sao? Nói chung là cái cổng thì cái đóng cổng không đó là hồi xưa là có chuông, bấm chuông, sau này cắt cái chuông rồi là bấm chuông không được là đập cửa. Ví dụ tôi có số điện thoại của bà Cúc đó, thì mà điện được, còn sau này bả hư điện thoại rồi xin số là không được đó, nên là ví dụ mời bả anh này kia bằng tôi xuống kiểm tra này kia là có khi là đập cửa đó, gõ cửa rồi khó khăn lắm đó, nên rồi là người ta mà kiểu làm coi như là kín đáo hay sao mình không hiểu, là mỗi lần là xuống quan hệ cái gì là phải liên hệ rồi đâu đó đàng hoàng mới được vô để làm việc, lúc nào cũng đóng cổng đó. Giờ mình ra coi giờ cũng đóng cổng. Chính quyền địa phương cũng làm việc gì đó là cũng phải đầy đủ giấy tờ và quy định mới được vào. Đúng đúng đó, rồi ra đứng dòm là sau này gắn camera, đợt mà Diễm My là vậy đó, rồi có gắn camera là thấy mặt tôi ra, ví dụ là biết trưởng ấp mới mở cửa, chứ bình thường người lạ lại cũng như là không mở cửa đó. Em hỏi một ý là khi chính quyền địa phương mình tới làm việc ở chỗ tỉnh Thất á, thì khi mình vào bên trong á, thì anh thấy cái tỉnh Thất này có gì bất thường hơn so với những cái tỉnh Thất khác, có điều gì bất thường? Thì mình thấy có nó coi như là không có mà công khai, ví dụ là giờ sao mà đóng cổng không, người dân người ta nói sao mà tỉnh Thất mà cứ đóng cổng không à? Đó, còn lúc trước là nó ngay năm chú tiểu á, lợi á là ly thi danh hài về á, là ta lại ta cho quà dữ lắm nó à. Lúc trước là nó hơi dễ nha, đó đó là ta lại cái xe đò này kia đó, cái ta thấy ta mở cửa, còn sau này nó y xèo, nó xảy ra nhiều vụ đó, cái rồi bắt đầu đóng cửa không, tụi tôi ra quan hệ là khó khăn, có vẻ là cảnh giác đó, cảnh giác đó, đó. Nên rồi thấy mặt tôi người ta mới mở cửa đó, tại có camera đó, còn chuông giờ cắt rồi, chuông đó là bấm chuông giờ đâu có được. Còn bữa đó chị Cúc đó là mất cái điện thoại, tôi mất số ba luôn, rồi tôi muốn lưu là cái số mà của cháu mà Tâm Tâm gì đó, có lưu số là Tâm thôi, chứ còn bà Cúc giờ không có lưu. Bữa tụi tôi ra vận động là còn hai đứa cháu mà 5 tuổi chưa ra mầm non, và tụi tôi đi vận động là vô lớp mầm non đó. Thế là năm chú tiểu mà đi học là đi học được ba rồi, địa phương mình là phải vận động mới đưa đi học hả? Đúng đúng, đi học được ba là vô lớp 1 rồi. Giờ còn hai đứa mà 5 tuổi là giờ vận động vô mầm non, mà hôm nay chưa thả lần. Bữa tôi ra là vận động á, thì bà Cúc không có nhà, rồi Tâm gì là nói thôi để chừng nào mà vô lớp đi rồi điện tôi, mà hôm nay cả tháng rồi không biết làm sao rồi, tôi cũng chưa điện lại. Đó là hai cháu 5 tuổi là phải vô mầm non mới được, mà hôm nay sao chưa trả lời. Rồi hồi nãy công an xã mới điện tôi cái giờ công an viên là cái thơ để mời bà Cúc vụ gì, là tôi nói thôi giờ đem thơ xuống đi, chứ giờ để cái thơ trên xã mà công an viên đâu có lên tới trển được, tôi biểu văn thơ đem xuống đi, là không biết mời vụ gì mà công an xã nãy là có điện tôi không á, nó giờ thơ mời bà Cúc không biết mời vụ gì đó, thì mới hồi nãy từng tiếng họ nội dung là làm việc thì là mình chưa đúng, biết đúng chưa biết, là công an là có nhờ đó, nhờ là công an viên tôi hỏi vụ gì, nói thơ mời bà Cúc, Cao Thị Cúc nó mà thơ ở trên xã, rồi tôi mới nói thôi giờ kêu văn thư đem xuống đi tặng cho công an viên đi mời, mà ông này cũng mới bầu lên đây có 2 tháng rồi không biết, ra ngoài không có số cũng khó mà công an phụ trách ấp đó, công an viên đó là anh Đủ á, anh Say á,
từ lúc cái tỉnh thất bồng lai mình mà nó xây dựng ở trên cái địa phương của mình á, từ lúc mà năm chú tiểu mà chưa thi tới trường hài khi nổi tiếng rồi, tới sau này khi mà nổi tiếng rồi nhiều người biết đến rồi thì mình địa phương ở đây mà anh thấy có khác nhau không gì không? Thì nó khác hồi mới về thì chưa có thi danh hài, mới về là ở cũng một cái năm rồi sau nó mới thi, rồi mới nổi tiếng lên rồi người ta lại cho quà này kia đó, rồi sau này rồi nó đổ bể ra cái vụ Diễm My lên đó, nên rồi giờ kiểu nó là không có quan hệ. Ví dụ tôi ra chính quyền địa phương ra mời thì giờ camera nó mới mở cửa quẳng ra tới cửa giờ thấy mặt tôi mới mở cửa, nó ngày vậy chứ lạ là không mở cửa. Nhiều người dân ở xung quanh đó có nói là cái hình thức này sống như biệt lập như một cái gia đình vậy đó, tức là có đàn ông phụ nữ trẻ con không đó đúng ở chung. Ví dụ như anh là trường ấp ở đây thì anh có nhận định như thế nào về cái hình thức đó, mình có nhận định nha, thì dân nó đúng tinh thất mà ở chung là nam nữ rồi này kia là trong tinh thất. Trước kia mà chưa có cái kết luận của lực lượng chức năng là ban ngành đúng thì anh là người quản lý địa phương là trường ấp thì mình có nghe những cái thông tin rồi cái lời đồn đoán mô ra của người dân là ví dụ như là những người ở trong đó là không cùng huyết thống hay là có quan hệ cha mẹ không nghe nói. Không nghe bàn tán gì về vụ đó hết á. Sau á là vụ Diễm My lên á rồi mới bàn tán cái vụ mà huyết thống thôi, chứ là trước đó im re không nói gì hết á. Ta cũng sống bình yên tại vì ta cũng đăng ký tạm trú tạm vắng đó, là không có đổ bể ra vụ gì hết á. Các cơ quan chức năng cũng thông tin là cái tỉnh thất này là chưa được đăng ký và giáo hội Phật giáo Việt Nam là cũng chưa biết cái chỗ tỉnh thất Bồng Lai là đã được đăng ký. Thì ở địa phương mình là có tiếp nhận cái thông tin không ạ? Coi như là địa phương á cũng biết nó cũng xuống lập biên bản nhiều lần là không có là cho tụ tập đông người, là cũng như tiền đạo trái phép ví dụ này kia, là hồi đó là tôi còn làm mặt trận là tôi làm gần 10 năm là tôi cũng là quan hệ ngoài đó là đến cũng nhiều lần là tại thấy mà sao mà là tụi tôi xuống vận động là không có cho tụ tập đông người thì người ta vẫn chấp hành đó, chứ hầu lúc mới về là có tụng kinh đó này kia là sao mà im rồi không có cho tụ tập đông người đó, rồi sau này nó đóng cửa luôn, ví dụ ai quen biết kia mới mở cửa để quan hệ là hợp tác để nói chuyện. Khi tụi em mà tới chỗ trước cổng của tỉnh thất á thì có thấy là nó mở giờ hoạt động, tức là buổi sáng là như là 8-9 giờ đó, buổi chiều là khoảng 16 giờ là 4 chiều đóng cửa rồi. Nên nó để nước sơn đen đó. Dạ, nhưng mà không biết tại sao những người dân nói là đây là không người lạ và người dân xung quanh không được vào luôn. Thì mình có nắm cái thông tin này không anh? Có thì đó, coi như là người lạ không được vô. Đóng cửa là chỉ có cơ quan chức năng là tôi là ví dụ mời mọc cái gì hoặc ở huyện xuống xã xuống là tôi ra tôi điện thoại bả là bả giờ mất số rồi đó, nên rồi là tôi có lưu lại số của Tâm cái gì Tâm á, chứ là bình thường là dân đó không ai được vô, chỉ có khách ngoài là người ta cho quà này kia thôi. Chú có bao giờ anh có bao giờ tiếp xúc với lại năm đứa nhỏ chưa, năm chú tiểu chưa? Có là ra cũng bà Cúc với ông thầy ông Tùng Văn là ra lúc trước ra thì kêu lại chào mình là năm chú tiểu, rồi sau này bớt rồi tụi nó cũng sợ, lúc trước là nó dạng sau này nó y xèo cái đợt mà quậy đó. Đó là tuổi nhát với cái đợt mà đi là cưỡng chế đi cách ly ra ở ngoài thành quá đó, quá đó, nên rồi nó đợt đó tụi nít cũng sợ nó, đợt đó đi 14 ngày. Trong cái đợt mà cưỡng chế đi cách ly như vậy thì để tỉnh thất có phối hợp với cơ quan chức năng
hay là có gây khó khăn? Đã nó không có là kết hợp với mình, không có chấp hành nên mới cưỡng chế. Là đợt đó cơ động tỉnh Long An lên đó, là lên có chó bạch rê là 2 con luôn đó, nên là từ sáng mà tới 4 giờ chiều là mới là mới chịu lên xe đò là đã phi cưỡng chế đó. Tức là lúc đầu là không chịu hợp tác, không chịu hợp tác đó, cuối cùng là cơ động tỉnh lên đó, ổng có không chịu ra đó, ông Tùng Danh, rồi cuối cùng chó bạch rê chứ dẫn 2 con lên đó, là rồi trong đó sau là mới ra chịu là đi cách ly, mà ổng cho ổng ở lại, mà Cúc ở lại với một bà nấu cơm ở lại 3 người, còn đi là cách ly khoảng 17 người, là trong vòng nữa 14 ngày. Rồi trong vòng 14 ngày đó là công an xã là cũng là canh giữ hàng ngày từ sáng tới tối vậy đó, là cứ thay phiên nhau canh giữ. Bà Cúc với lại ông Tùng là người dân địa phương hay là ở đâu tới đây anh? Coi như là dân ở đây, dân đâu Bình Chánh. Mình Chánh đâu ở dưới đó, mình mà là hầu đó anh ông Tùng Danh ở dưới là Bình Chánh đó, lên đây mua lại cái chùa này nè, mình nói cái tỉnh thất đó, chứ không phải chùa đó, mua lại của ông thầy Thành, mua lại. Thời gian gần đây thì có nhiều người mà tới nuôi thăm các chú tiểu hay là cho bò. Hôm nay ngưng, hôm nay là không có ai mà lại cho gì nữa. Hầu mà là Diễm My lên rồi sao gia đình mình bắt là hôm nay là ít người quá. Là nay cả năm rồi, gần cả năm rồi là không ai cho quà, mà người ta cũng không nhận đó, là kiểu đóng cửa không. Thế thì từ ngày mà tỉnh thất hoạt động trên địa phương mình ấy, thì có hay những cái hoạt động đó, như là kêu gọi quyên góp hay là kêu gọi người dân hay là phát gì cái thư hay là cái kêu gọi không coi như là không có kêu gọi là dân chúng mà ủng hộ gì hết, coi như sống là mình cỏ vậy đó. Cái tịch thất Bồng Lai này trong những ví dụ như những cái dịp như là lễ Phật đản hay là mùa Vu Lan hay là Tết nhất, là mình có thường xuyên tổ chức hoạt động gì không? Không coi không. Như là mình không có là mà mấy cái lễ đó là mình không có, chính quyền mình không có kết hợp với người ta được cái gì hết. Tức là nó tại tỉnh thất không tổ chức cái gì hết. Đúng là do người ta là tự người ta làm gì mà không biết, chứ là chính quyền không có kết hợp. Tức là không có sự hợp tác với nhau. Đúng, không có sự hợp tác với nhau. Riêng chỗ là trực áp á, cũng như là quản dân số ở địa phương á, thì khi tối đài truyền hình và phát thanh Long An có đưa lên cái sự thật là những em bé, 6 em bé mà sống trong ngôi tỉnh thất không phải là trẻ mồ côi mà thực chất là đang sống với mẹ ruột. Thì chú là trực áp thì chú ngay nhận thông tin đó thì chú cũng thấy như thế nào? Chú thấy có bất ngờ không? Coi như là cũng biết lâu rồi, chứ không phải là hồi đó là mà cái vụ mà Diễm My lên rồi quậy đó, là cũng như Nguyễn Xuyên đó cũng đi điều tra chỗ này chỗ kia là lấy giấy cái chứng sanh của mấy cháu là ở bệnh viện Từ Dũ rồi ở dưới Bến Tre đó, coi như là là dòng Kim Sưng hay gì đó mà sanh ra 2-3 cháu, cái đó là có thật, là giấy khai sanh mà là giấy chứng sinh đó. Là những coi hôm truyền hình anh cũng có quay mới đó. Dạ, là vấn đề là chú đã nghi trước đó rồi đúng không? Không cái đó là mình biết chưa có dám khẳng định. Dạ. Mình nghi phong phanh thôi. Mình nghi thôi đúng không? Nghi thôi, chứ là sự thật rồi hôm thì nói rồi giờ. Coi như là dòng Kim Sưng mà sanh 2-3 cháu mà trong vòng được có 3-4 năm 3 đứa 2 đứa thì đó. Nhưng mà chú lúc mà anh gặp những năm chú tiểu đó, có khi nào anh nhìn khuôn mặt anh thấy năm chú tiểu đó có những nét giống nhau, cái khuôn mặt có nét giống nhau
mình nếu mình nhìn mình có để ý không? Nói ngay không có để ý, tại ra làm việc đó là mấy cháu đang hỏi mình cái nó vô đó, không có để ý mà nói vừa quyết thống không mặt này kia giống nhau hay không, không để ý. Anh thì sau cái truyền hình hơn mà Long An á, thì địa phương mình có cái hướng gì chưa, hướng xử lý gì chưa? Thì đó hồi nãy là có cái thơ để mời bà Cúc đó, đó là hướng đó là ví dụ gì mình không rành. Dạ. Ví dụ mời là có khi mời lên trển, còn xuống là phải kết hợp với tôi mới ra là người ta mới mở cửa, còn này mời đó mà cái thơ là giờ còn nằm trên ủy ban đó, là chưa đem xuống. Thư mời làm việc của ủy ban xã. Đúng là mời, hồi nãy tôi hỏi kỹ phong phó công an xã là mời cái gì, nó mời bà Cao Thị Cúc. Dạ. Tôi nói thôi đem xuống đi rồi mới được chứ ai mà chạy anh xã lấy thơ vậy đó, tôi kêu văn thơ đem xuống. Mời cái đó là công an mời hay là công an mời? Công an thì đó, công an quyền đó. công an xã là không biết mời cái thơ này của huyện hay của ai, mình chưa có đành, tại vì cái thơ nó nằm trển mà là chưa, mình chưa nắm được cái đúng không, chưa nắm nội dung gì đó, nó giống thơ như thế nào. Đúng. À, nhưng bây giờ thì mẹ của các bé đều đã xác định rồi, nhưng mà không biết địa phương mình không biết có bước tiếp theo có điều tra thử là cha đứa bé là những ai không ấy. Không đâu, mình chưa, địa phương mình đâu có làm được cái đó gì đó. Mới quay lên hôm thôi chứ giờ mình chưa đâu đó, mình địa phương mình chắc không có khả năng mà nhúng tay vô để hỏi cha mấy đứa bé là đó thời gian để mà cấp trên có nhiệm vụ rồi để ngành chuyên môn của người ta, chứ mình đây chắc không có. Giờ là hiện tại là vẫn đi học trường gần đây đúng không? Đúng, trường Hòa Khánh Đông này, kế đây nè, là ba cháu học lớp 1 rồi đó. Còn hai cháu là vô mầm non mà vô chưa mà không trả lời tôi, đó vậy đó. À, mình cả ba mẹ cháu trước kia là ấp là đều phải vận động rồi mới đưa đi học rồi. Nói ngày năm rồi là không có cái mà vận động để vô mẫu giáo đó, nên rồi giờ người ta vận động trực tiếp vô lớp 1 thôi đó, còn nay là cái chương trình mà vận động 5 tuổi vô mẫu giáo đó, nên rồi còn hai cháu là ra vận động mà không biết là vô trường chưa, mà nay cả tháng là chưa báo tôi, gần tháng rồi. Tại cái số điện thoại của bà Cúc mất đi. Từ ngày mà Thị Thất hoạt động ở địa phương thì về mặt chính quyền thì địa phương cũng có hỗ trợ và theo quy định để mà mình áp dụng với Thị Thất hay là có cái gì mà nó đặc cách hơn không? Cũng bình thường, ví dụ người ta xin chuyện nhập hộ khẩu hoặc tạm trú này kia là địa phương mình, ủy ban xã cũng làm việc bình thường chứ không có mà kỳ thị cái gì hết, tất cả gì hết. Những người mà ở trong Thị Thất thì về cái việc mà đăng ký tạm trú tạm vắng có hay thay đổi các cái thành viên trong Thị Thất không này? Không, cái đó không nghe nói là trước giờ là trước giờ ta dạy đúng mà. Có khi nào mà ví dụ mình mà như vừa rồi anh nói là có lần kiểm tra tổng dân số thì không điều tra dân số á, thì có là khi nào mình vào và mình kiểm tra mà thấy cái số lượng người ở trong nó không đúng với cái mà đăng ký trên địa bàn đó. Mình đâu có đỏ, tại vì mình tổng điều tra dân số là mình đi riêng cái mảng của mình không có đỏ với trong cái dân số mà đăng ký tạm trú tạm vắng đó, chỉ nhiệm vụ mình đi điều tra thôi đó. Em thấy thì một số người dân sống xung quanh Thị Thất thì nói là họ sống khép kín, thì không biết được là về phía trưởng ấp như anh thì mình có nhận được những cái phản ánh, những cái thắc mắc hay là những cái kiến nghị gì của người dân phản ánh về tình thức cả cái mặt tiêu cực và mặt tích cực? Lúc rồi thì dân là phản ánh rồi đó, nói là giờ tình thức mà sao mà đóng cửa không, không biết làm gì trong đó. Có người nói giờ là cử tri này kia, tiếp xúc cử tri này kia, dân cũng nói là tình thức gì mà đóng cửa không à, là làm cái gì trong đó không ai biết, mà đúng ra mình là chính quyền địa phương cũng biết vậy đó, mà ta làm gì ta làm chứ mình đâu có biết, tại người ta cũng đăng ký tạm trú tạm vắng mà không có tổ chức tụ tập đông người, rồi
hoặc truyền đạo trái phép này kia mình đâu có làm gì ta đó vậy đó, nên người ta cũng vẫn sống bình thường. Còn Danh thì nói là giờ không biết cái tỉnh thất nó làm gì mà đóng cửa không đó, thì Danh chỉ nghĩ vậy thôi. Nhiều khi là Danh cũng phản ánh cái kiến nghị nhưng mà nó vượt cái thẩm quyền của mình đúng không? Đúng đúng, đó vậy đó, không thể mà có cái biện pháp để mà xử lý. Đúng. Thế thì về cái việc mà sau khi mà nhận được những cái kiến nghị của Danh như vậy thì ví dụ ngoài thẩm quyền của ấp, của xã thì cái địa phương mình có kiến nghị gì với các cơ quan chức năng không? Thì mấy năm nay nói chung là chờ đó. Chờ đó là sự thật đó, là hôm có sự thật rồi thì giờ là cơ quan chức năng có thẩm quyền thì làm việc không, còn giờ mình địa phương mình đâu có làm việc được nhờ cấp trên đó. Về trách nhiệm của trưởng ấp anh thì chắc là trước giờ thì cũng chỉ chờ cái quan như ngày hôm qua đó. Đúng, chờ không à, chứ mình đâu có kết luận được, phải không đó. Là nói về sự thật rồi thì giờ hôm Phật giáo tỉnh Long An nói giờ cái này là không có giấy phép kinh doanh, không có nằm trong cái là Phật giáo của tỉnh. Thế là một người trưởng ấp thì sau khi mà biết được cái thông tin như vậy thì anh có cái tâm tư hay mong muốn gì mà trong cái giải pháp về tỉnh thất? Thì nói chung là Dân là cũng bức xúc. Là giờ nếu giờ có sự thật là vậy rồi đó, thì giờ yêu cầu là tỉnh thất là làm sao mà nhằm chấp hành đó, làm theo đúng chủ trương pháp luật của nhà nước đó, để cho là dân chúng là mới nắm được hết đó, là những là công việc làm của tỉnh thất đó, là dân có yêu cầu vậy thôi chứ